sáng nay Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa Thái Lạc và khai mạc lễ hội cầu mưa xã Lạc Hồng năm 2021. Tới dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Lê Huy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Chùa Thái Lạc còn có tên gọi là Pháp Vân Tự, tọa lạc tại xã Lạc Hồng. Đây là ngôi chùa thờ Phật và thờ Pháp Vân, một trong bốn vị thần tứ Pháp trong tín ngưỡng dân gian. Chùa Thái Lạc được xây dựng từ thời Trần, trùng tu tôn tạo lớn hai lần vào thời Mạc và hậu Lê. Trải qua thăng trầm của thời gian, ngôi chùa vẫn giữ được nét đặc trưng của ngôi chùa Việt truyền thống, với kiến trúc kiểu nội công ngoại quốc gồm tiền đường 5 gian, 3 gian thượng điện, 2 dãy hành lang, mỗi bên 9 gian. Chùa Thái Lạc là công trình kiến trúc gỗ độc đáo hiếm thấy còn lại đến ngày nay. Đặc biệt, Thượng điện Chùa Thái Lạc là một trong 3 công trình kiến trúc bằng gỗ cổ nhất Việt Nam. 20 bức phù điêu cổ trong Thượng điện được điêu khắc tinh xảo với nhiều hoa văn, họa tiết, linh vật mang phong cách Phật giáo thời Trần, miêu tả sinh động, xúc tích về đời sống xã hội và nghệ thuật Phật giáo nước Đại Việt thời bấy giờ. Với những giá trị về lịch sử, văn hóa và khoa học đặc biệt tiêu biểu, ngày 14 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với chùa Thái Lạc. Cũng trong dịp này, xã Lạc Hồng tổ chức lễ hội Tứ Pháp hay còn gọi là lễ hội cầu mưa tại chùa Thái Lạc và một số ngôi chùa thờ Tứ Pháp trong xã.